30 ngày cầu nguyện cho con. Ngày 14, nói lời sự sống. Chúng ta tự tạo ra thế giới của mình bằng chính lời nói của mình. Lời nói có sức mạnh và chúng ta có thể nói lời hoặc của sự sống hoặc của sự chết trong một tình huống nào đó. Kinh Thánh cho biết những gì chúng ta nói có thể đẩy chúng ta vào rắc rối hoặc giúp chúng ta tránh khỏi rắc rối. Chúng ta cần cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ môi miệng mình cũng như môi miệng con cái mình. Những câu nói thiếu tin kính hoặc không đến từ Chúa như: mình chẳng ích lợi cho ai cả, ước gì mình chết quách cho rồi, cuộc sống thật khủng khiếp, mình không có gì đặc biệt, đẹp, xấu, mệt, buồn, muốn chết luôn, không phải là của một người có thánh linh dẫn dắt. Nếu chúng ta không điều hướng lời nói của con cái thì con sẽ dùng thứ ngôn ngữ ấy trong cuộc đời của con. Chúng ta có thể nói lời yêu thương, vui mừng và bình an cho thế giới của mình, hoặc chúng ta có thể nói lời tranh cãi, ghen ghét, lừa đảo cùng mọi thứ biểu lộ độc ác khác. Khi con cái chúng ta nói lời phản ánh tiêu cực về chính mình con, về người khác, về hoàn cảnh của con hoặc về thế giới xung quanh con, thì chúng ta phải khuyến khích con dựa vào lời Đức Chúa Trời để diễn đạt mọi sự qua cách nói tích cực hơn. Cách tốt nhất để cải thiện lời nói chính là cải thiện tấm lòng. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra, Matthew 12 câu 34. Lòng đầy dẫy thánh linh cùng lẽ thật của lời Đức Chúa Trời sẽ tạo ra lời nói tin kính, mang lại sự sống cho kẻ nói cũng như người nghe. Đây là vấn đề chúng ta cần cầu nguyện. Kinh Thánh nền tảng. Lạy Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy ngẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Thi Thiên 19 câu 14. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con cầu xin cho tên các con của bạn sẽ chọn lời nói tôn vinh Ngài. Xin cho lòng các con ngập tràn thánh linh cùng lời của Ngài, để từ môi miệng các con tràn tuôn ra những lời sự sống thay vì sự chết. Xin Chúa dõi theo, gìn giữ môi miệng các con để không có cám dỗ nào khiến các con sử dụng những lời xúc phạm, tiêu cực, độc ác, gây thương tổn, thiếu quan tâm, thiếu yêu thương hoặc nhẫn tâm, để rồi chính những lời đó sẽ đâm xuyên thấu tâm linh các con, khiến con cảm thấy khó chịu. Con cầu xin cho ngôn ngữ khiếm nhã hoặc bẩn thỉu sẽ bị xa lạ đối với các con, hầu cho khi những lời đó len lỏi được vào môi miệng các con thì sẽ giống như sạn sỏi trong miệng, khiến các con phải khó chịu và ăn năn. Xin Chúa giúp các con cẩn thận trong từng lời nói để không có một lời nào thoát ra cách bất cẩn hoặc thiếu suy nghĩ. Xin Chúa cho các con biết mau nghe và chậm nói, để lời nói của các con luôn luôn mang lại sự khích lệ, an ủi và ích lợi cho người nghe. Chúa ơi, xin cho lời nói hy vọng, lành mạnh, khích lệ, sự sống và ân hậu tuôn ra từ môi miệng các con, và các con cũng cương quyết giữ môi miệng mình khỏi phạm tội. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của cha mẹ. Tác giả Stormy O'Martin. Nguồn: Hội các bà mẹ Cơ Đốc.